Cận viễn hay là loạn là những bệnh về mắt mà chúng ta đã quá quen thuộc và ít nhiều cũng đã được trang bị kiến thức. Có một loại bệnh về mắt khác mà khá nhiều người mắc, có thể là nguyên nhân dẫn tới mù lòa, thế nhưng lại ít người biết, đó chính là bệnh nhược thị hay còn gọi là mắt lười. Căn bệnh về mắt này nguy hiểm ở chỗ nó diễn tiến âm ỉ, khó phát hiện nếu như chúng ta không kiểm tra mắt. Và nếu như phát hiện muộn, tức là sau 12 tuổi, thì sẽ không có biện pháp gì có thể chữa chạy được căn bệnh này. Cháu bé này trước đây thường xuyên kêu mỏi mắt, nhìn mờ. Vì nghĩ rằng con còn nhỏ, ít tiếp xúc với màn hình điện thoại, tivi, học hành cũng không quá sức, nên gia đình chủ quan không cho đi khám. Thấy khả năng nhìn của con có biểu hiện suy giảm. Hôm nay, chị mới quyết định cho con ra Hà Nội khám. Kết quả là cháu vừa bị cận thị, vừa bị loạn thị. Nguy hiểm hơn, cháu mắc thêm cả bệnh nhược thị. Mà bác sĩ cũng có nói qua về nhược thị nhưng mà em cũng không hiểu về vấn đề nhược thị, nhưng mà bác sĩ cũng hướng dẫn là về cho cháu tập để cho giảm nhược thị đi ạ. Cũng ở nhà quê nên là em cũng chưa được nghe nhiều về vấn đề nhược thị chị ạ. Cho nên là em cũng muốn đưa cháu ra đây cho cũng có thể là máy móc các thứ cao cấp hơn để em xem tình hình của cháu nào. Nhưng may mắn hơn nhiều đứa trẻ khác, con gái chị Phượng năm nay 8 tuổi vẫn còn cơ hội chữa trị bệnh nhược thị. Nhân dịp nghỉ hè, nhiều gia đình mới có thời gian đưa con đi kiểm tra mắt. Mỗi ngày, bệnh viện này khám mắt cho hàng trăm cháu. Có tới 20% trong số này mắc bệnh nhược thị khi tình cờ cho con đi khám các tật khúc xạ như cận, viễn, loạn, mù màu. Có những bạn là bị hỏng hẳn một mắt, tức là coi như là bạn không thể nhìn thấy gì ở cái mắt bên nhược thị cả. Khi bạn ấy đi sơ tuyển vào an ninh, và lúc đấy thì rất là vô tình bạn mới phát hiện ra là một bên mắt của bạn không nhìn thấy gì. Và khi khám, đến với chúng tôi khám thì một mắt của bạn ấy là 10 phần 10, nhưng mắt bên kia bạn ấy viễn đến 8 diop, 9 diop. Lúc đấy chúng tôi không thể làm gì được nữa, bởi vì là mắt của bạn ấy đã gần như là nhược thị rất là sâu và không có khả năng điều trị. Nhược thị là hiện tượng suy giảm khả năng hoạt động của mắt. Vì lý do nào đó, con đường truyền hình ảnh từ mắt và dây thần kinh thị giác đến não bị gián đoạn, làm cho não không nhận biết được hoàn toàn hình ảnh. Điều này ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt và học tập của người mắc như đọc viết chậm, tiếp thu kém hay va chạm, té ngã, làm vỡ đồ, khó hòa nhập, cảm thấy mất tự tin. Chính vì không có biểu hiện ra bên ngoài, cùng với đó, người bệnh vẫn nhìn được bình thường nên chủ quan không phát hiện sớm để khôi phục thị lực của mắt bên kia. Có nghĩa là một mắt bị nhược thị nha, người ta nhìn rất kém, còn một mắt thì nhìn rất tốt, thì hầu hết người ta nhìn bằng cái mắt chủ đạo, tức là mắt tốt. Người ta không có cái thói quen là tự kiểm tra thị lực của mình, người ta sẽ không tự che từng mắt ấy, thì có khi có một số bệnh nhân người ta cũng không phát hiện ra là một mắt nó kém hơn hẳn. Khi đeo kính mà thị lực của bệnh nhân chỉ đạt dưới 7 phần 10 thì mắt nhược thị. Và bệnh này chỉ chữa được với trẻ dưới 12 tuổi. Trẻ bị nhược thị thường kêu mỏi mắt, nhìn sát đồ vật hay nheo mắt, đi lại dễ va chạm vào đồ vật. Ví dụ như hai mắt lệch nhau, một mắt 10 phần 10, một mắt đeo kính được 2 phần 10, thì chúng ta sẽ che cái mắt 10 phần 10 đi, để cái mắt 2 phần 10 đấy được tập luyện hàng ngày. Nó giống như là phục hồi chức năng, giống như tập thị giác ấy, thì dần dần cái mắt 2 phần 10 đó nó sẽ được cải thiện thêm. Các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ có thể kiểm tra mắt cho con ở nhà bằng cách bịt một bên mắt của trẻ lại. Nếu nhìn mờ hơn mắt kia, đó là nhược thị. Để yên tâm, cứ từ 3 đến 6 tháng lại đưa trẻ đi khám tật khúc xạ ở các bệnh viện chuyên khoa mắt. Còn với những trẻ mắc nhược thị dưới 12 tuổi, cha mẹ tranh thủ những ngày nghỉ hè còn lại có thể tập mắt cho trẻ mỗi ngày bằng cách bịt bên mắt khỏe lại để bên mắt yếu hoạt động từ 4 đến 6 tiếng một ngày.